Câu chuyện miếng dưa hấu. Ê mẹ, sao con? Con khát nước quá mẹ ơi. Con chịu khó xíu nha, để coi chỗ nào bán nước mẹ sẽ mua cho con. Dạ. À, có dưa hấu kìa. Chị ơi, bán cho em nửa trái dưa đi. Chị cắt ra giùm em với nha. Con ăn đi. Miếng dưa nhìn ngon quá mẹ ơi. Ăn dưa con sẽ đỡ khát ngay đó. Con nè, khoan ăn đã. Con lại đưa cho bà cụ một miếng dưa nha. Dạ. Dạ thưa bà, con mời bà ăn dưa. Ôi, bà cảm ơn cháu. Miếng dưa vừa ngon vừa ngọt. Cảm ơn hai mẹ con cháu. Nhà chỉ mỗi có mình bà. Chồng bà mất 10 năm rồi. Bà từng có một đứa con trai. Nhưng năm con trai bà 5 tuổi thì bị người ta bắt đi mất. Mười mấy năm ròng rã, không biết nó còn sống hay đã chết rồi. Mẹ mẹ, bà cụ đáng thương quá mẹ ha. Từ nay về sau, con sẽ thường xuyên mang trái cây sang mời bà ăn, có được không vậy mẹ? Con trai mẹ giỏi quá. Vậy thì mỗi tuần mẹ sẽ mua trái cây về rửa sạch và gọt sẵn để con mang qua cho bà, con chịu không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Từ đó trở đi, đều đặn mỗi tuần Nam đều mang trái cây qua mời bà cụ. Thậm chí, mỗi lần đi qua nhà bà, cậu bé đều ghé thăm, kể chuyện vui cho bà cụ nghe, khiến cụ cười không ngớt. Một ngày nọ, bà sắp đi xa rồi. Cháu và mẹ cháu là tốt. Cháu là một đứa trẻ ngoan. Bà không còn ai thân thích cả, nên bà cho cháu số tiền bà thích góp cả đời này đó. Cậu bé nhìn bà, rồi nhìn túi tiền mà bối rối vô cùng. Mẹ ơi mẹ, bà nói bà sắp đi xa, bà đưa cho con rất nhiều tiền. Giờ con phải làm sao hả mẹ? Mẹ coi giùm con đi. Con à, đây là số tiền bà thích góp cả đời mới có được. Số tiền này con tuyệt đối không được sử dụng đến. Mai mình sẽ mang tiền đến trả cho bà. Dạ. Sáng hôm sau, mẹ dắt Nam đến thăm bà cụ. Nhưng lúc này trong nhà bà có rất nhiều người. Có chuyện gì mà nhà bà đông vậy ta? Nghe nói sau khi bà tắm, bà cụ mặc bộ đồ mới rồi nằm ngủ luôn tới giờ. Lúc này cả Nam và mẹ mới nghĩ những lời bà cụ nói chính là thật. Người kia chính là con trai và hai đứa cháu của bà ấy. Ủa, em tưởng con trai bà ấy bị bắt cóc lâu rồi. Bắt cóc cái gì chứ? Đó chính là con trai và hai đứa cháu của bà ấy. Những đứa nào cũng bất hiếu hết, đi ngang qua nhà cũng không thèm vào thăm. Hai mẹ con ngẩn người một lúc, không ai nói câu nào. Họ bàng hoàng khi biết sự thật. Nhà họ chỉ cách đây có một xíu thôi à. Vậy mà bao nhiêu năm nay họ vẫn để cho bà sống một mình như vậy đó. Ban đầu á, bà cụ giận lắm. Nhưng mà sao bà im lặng? Bà coi như là không có đứa con đó. Gần đây, hình như não của bà có chút vấn đề. Cho nên, bà ấy hay nói con trai bà bị bắt cóc rồi. Sau khi đem toàn bộ số tiền bà cụ cho, đưa cho con trai bà, hai mẹ con đi về nhà. Mẹ, mẹ, tội nghiệp bà quá. Sau này con hứa sẽ luôn yêu thương mẹ, sẽ không để mẹ cô đơn như bà đâu. Ôi con ngoan, mẹ vui vì nghe con nói điều này. Mẹ ơi, tí mua dưa cho con ăn nữa nha mẹ. Ừ, mẹ sẽ mua cho con.